trust my phone. Review cho các bạn của sạc dự phòng đến từ nhà Energizer nha. Với màn hình LCD nè và dung lượng pin cực kỳ trâu luôn, cầm siêu đã tay nữa. Bên Minh Tuấn Mobile đang bán em này với giá chưa tới 1 triệu đồng luôn các bạn ơi. Chi tiết về em nói như thế nào? Vào video thôi. Rồi, đầu tiên thầy sẽ nói về cái phần thiết kế của em này ha các bạn. Thì thoạt nhìn vô á, các bạn sẽ thấy là nó không hề có điểm khác biệt gì so với những cua sạc phổ thông trên thị trường luôn. Nhưng mà thực ra nó cũng có vài điểm khác biệt đó nha các bạn. Đầu tiên đó là màn hình LCD nha, hiện phần trăm pin đang có nè. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể kiểm tra dung lượng pin còn lại là bao nhiêu và trạng thái đang sạc chỉ trong nháy mắt thôi. Tiếp theo đó là trọng lượng của em nó nha. Riêng phần này thì em nó khá là nặng luôn, lên đến 432g lận. Riêng cái điểm nặng này á thì không biết là nên gọi là điểm trừ hay là sự khác biệt nữa ha các bạn. Mà thôi kệ đi, chúng ta vẫn có một cái viên pin sạc dự phòng lên tới 20.000mAh lận nha các bạn. Ngoài ra, như hồi nãy Tần có đề cập á, là chúng ta sẽ có cái màn hình LCD để chúng ta có thể kiểm soát được cái phần trăm pin còn lại trên cái viên pin này là bao nhiêu nha. Mặc dù hơi nặng nhưng vẫn có thể tiện lợi để bạn bỏ túi nè, ba lô mang theo đi làm, đi học, đi du lịch, nghỉ dưỡng thoải mái luôn. Bên trong hộp chúng ta sẽ được hãng tặng một quyển sách hướng dẫn sử dụng và kèm theo một sợi cáp A2C để sử dụng nữa nha. Đúng là quá tiện lợi luôn ha các bạn, có hẳn nguyên một cái cáp sạc A2C để sử dụng luôn ha. Nhưng mà đối với các bạn xài iPhone á thì vẫn phải mua thêm một cái sạc C to Lightning để sử dụng nha. Còn về phần kết nối và tính năng của em sạc dự phòng màn hình LCD này thì như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ có 3 cổng output và 2 cổng input nha. 3 cổng output đó lần lượt là một cổng sạc không dây chuẩn QI, một cổng USB-A và một cổng Type-C hỗ trợ sạc nhanh và có thể sạc nhiều thiết bị cùng lúc luôn. 2 cổng input bao gồm sạc nhanh Type-C và cổng sạc micro USB để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn loại cáp sạc tiện dụng. Chắc hẳn các bạn cũng biết rồi ha, sử dụng cổng Type-C để sạc ngược cho cái viên pin này đương nhiên nó sẽ nhanh hơn là cổng micro rồi các bạn ha. Cổng sạc không dây chuẩn QI với công suất 7.5W đối với các thiết bị iPhone và công suất lên tới 15W đối với Android nha. Cổng sạc Type-C tích hợp công nghệ Power Delivery sạc nhanh 2 chiều với công suất lên tới 20W cho các iPhone đời mới cũng như là lên tới 18W cho các smartphone hệ Android. Cổng sạc USB-A 22.5W tích hợp sạc nhanh đa nền tảng WeChat nè, SuperVox cho các smartphone Apple, Samsung, Oppo và các thiết bị Android khác. Power Safe Management chống cái hiện tượng sạc quá dòng hay đoạn mạch hay là quá tải nguồn điện của các em sạc dự phòng này nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng ha. Ngoài ra còn có những cái chứng nhận an toàn về chống cháy nổ như là CE nè, FCC và RISC nữa nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nha. Đúng là một mẫu sạc dự phòng dành cho các thiết bị của bạn như là điện thoại thông minh nè, máy tính bảng nè hay là laptop ha. Có thể mang đi mọi lúc mọi nơi luôn. Nếu mà các bạn ưng em nó, đến ngày mình tính một bài để sở hữu cho mình em nó nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.